Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, mỗi tuổi đều có sự may mắn và thành công riêng của mình. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cũng vậy. Họ là những người hiền lành, ngay thẳng. Vận trình của họ trong tháng 12 âm lịch lại cực kỳ hanh thông và thuận lợi, có được một cuộc sống giàu sang như ý muốn. Trong cuộc sống thì rõ ràng ai ai cũng mong muốn mình có được thành công và chạm đến đỉnh cao của vinh quang, đúng không ạ? Qua lá số tử vi của tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 sẽ hiểu rõ được về vận mệnh của mình sẽ ra sao, cơ duyên nào mang đến cho mình có được những thành công như là mong đợi, đột phá, ngoài dự kiến như vậy, khiến cho hầu hết các con giáp khác đều phải nể phục và ghen tị. Thưa quý vị, nắm được vận trình của mình thì quý vị sẽ có thể biết được là những điều tốt đẹp cũng như là chúng ta hạn chế được những điều xui rủi, điều xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Và để cho quý vị không phải chờ đợi hơn thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nội dung cụ thể chi tiết trong video ngày hôm nay. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Mão, sinh năm 1951 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mệnh có mệnh tùng bách mộc, gỗ cây tùng, là người thích yên tĩnh, có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo, hơi thái quá và thậm chí có thể là người láo lỉnh nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ là một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách thoát khỏi bế tắc. Người Tân Mão sống rất tham vọng và thường được đảm bảo về mặt tài chính, nhất là không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về mặt tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém mềm dẻo và ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ là người làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán bất kỳ lúc nào. Theo tử vi tháng Tân Sửu năm 2021, bản mệnh có vận trình khá ổn định trong tháng này. Tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự, có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không vướng bất cứ một vướng mắc nào. Gia đạo êm ấm, bản mệnh hạnh phúc, nhìn con cháu hòa thuận và luôn quan tâm chăm nom. Tân âm kim gặp tân âm kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tân Mão cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này, Tân Mão sinh năm 1951 không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực nào. Với những ai đang vui thú điền viên, vừa gia tăng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai nên duy trì đều đặn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Mão, sinh năm 1951 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận của Tân Mão sinh năm 1951 không có gì đáng lo ngại. Các khoản lương hưu, phúc lợi duy trì ở mức ổn định. Gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc, trong khi con cái đã trưởng thành và có khả năng cán đáng vấn đề này, thậm chí là các khoản tích góp từ trước của bạn cũng có thể giúp đỡ gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra cũng có người được hưởng các khoản lợi nhuận từ bất động sản như cho thuê nhà, thuê đất.
Thứ ba, về mặt sức khỏe, tuổi Tân Mão cuộc đời vào tuổi nhỏ hoàn toàn sung sướng về thể xác, đường công danh có nhiều triển vọng hoàn toàn tốt đẹp, trung vận trái lại có nhiều lo buồn và nghĩ ngợi về vật chất cũng như về tinh thần, hậu vận mới được an nhàn sung sướng. Tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu, tuổi Tân Mão sinh năm 1951, về tình hình sức khỏe được cải thiện rất nhiều, ít ốm đau hay mắc các bệnh do trái gió trở trời. Một căn bệnh tuổi già đã theo gia chủ từ lâu, sang năm nay sẽ không còn nguy hiểm do gặp được thầy thuốc, tinh thần, gia chủ vui vẻ và phấn chấn. Bên cạnh đó, gia chủ tích hợp các bài tập đúng độ tuổi, có chế độ ăn uống nghỉ ngơi, hợp lý nên sức khỏe, thể chất được đảm bảo. Gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Tân Mão sinh năm 1951. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không được suôn sẻ cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Những người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc là những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không còn tồn tại hoặc là dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc thì bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy mà bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ có những xích mích cãi vã và tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Tuy nhiên, là người chủ gia đình, bạn hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lụ Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là chúng ta không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
năm Tân Sửu 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ Tân Mão sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của Thầy. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1951 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Mão, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn bình an trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.